Trưa ngày 29 tháng 4, tại nút giao thông giữa đường tránh Nam Hải Vân giao nhau với đường Bà Nà Suối Mơ, thành phố Đà Nẵng, xe ô tô con biển kiểm soát 43A12315 chở 7 người đang lưu thông trên đường từ khu du lịch Bà Nà hướng về trung tâm thành phố Đà Nẵng đã đâm nhau với xe khách biển kiểm soát 74B00237 đang chạy trên đường tránh. Vụ tai nạn làm 6 người trên ô tô con tử vong, một người đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt giam tài xế xe khách Lê Nhật Phương, 42 tuổi, trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, về hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.